À, chào quý anh em nha. Thì bữa mình có giao cái xe cho một cái bên mối của mình ha. Thì cái xe đó anh khách cái anh mối là anh rã ra anh kêu là đồ rất là đẹp, thì Đạt có muốn lấy lại đồ không? Thì Đạt lấy lại một ít đồ để bán cho anh em nha. Đồ theo xe thì bữa giờ anh em không thấy mình rã xe là tại vì anh em mình giao cho một bên khác rã rồi. Cho nên là Đạt chỉ có lấy đồ về thôi. Nếu mà anh em muốn thì Đạt lấy đồ về thôi. Chứ Đạt không có rã xe nha. Đợt này Đạt rất là bận nên không có thể rã xe được. Cả nhân viên nó cũng không có thời gian để nó đã nữa, vì bây giờ thực sự là cái lượng khách hàng để phục vụ cho anh em là quá là nhiều rồi, cho nên là anh em cứ yên tâm, hàng theo xe thì bên Đạt vẫn có nhưng mà Đạt không rã nữa mà Đạt nhờ người rã nha. Thì mong là anh em chúng ta có theo dõi thì anh em cập nhật giúp mình đó, hàng thì nó vẫn có nhưng mà này là gần như là nguyên một con rim Thái thôi nha, nguyên một con luôn, gần như hết là nguyên một con luôn, khoảng bao nhiêu, khoảng khoảng 70% luôn, trừ cái sườn với lại một số món như cặp bánh thôi, tại vì bánh lười quá không lấy, còn lại là gần như là đủ hết ha. Đó, gần như đủ hết thì anh em mà muốn chơi rim thì vẫn có hàng nha, bao ok luôn nha anh em nha. Loại này thì hàng hàng VIP nha anh em nha, hàng VIP, đồ VIP mình mới lấy ha, đồ mà bèo quá là không lấy đâu, nói thẳng với anh em như vậy. Cái này là hàng VIP nha, xe mà cạc te với gắp là còn mới ken là anh em hiểu ha. Này cạc te rim Thái này, cạc te rim Thái theo xe nha. Đó, bộ này thì phải dân chơi đụng vô mới chịu nổi nha anh em, chứ thực sự luôn nếu mà anh em muốn giá rẻ là không có rẻ đâu. Cạc te rim Thái nha. Đây, dàn áo rim Thái này, dàn áo rim Thái này, tem cổ còn luôn này, tem cổ như mới luôn. Thì mình sẽ quay cho anh em coi dàn áo này nha. Trời ơi, cặp cốp nữa kìa, đẹp ghê không. Cái này là gần nguyên một con luôn á, gần hết nguyên con luôn á, chỗ tem nó nè. Con này đời, để tìm lấy nó mình coi, đời nhiều quên mất, 95. 95 nha anh em nha. Đây, học bình đây. Học bình đây nè. Thì cái này clip nó mới về thì đặt qua cho anh em coi luôn. Đây học bình nha. Học bình còn tem nha, caution. Loại này thì VIP rồi. Đó, cái tem bình nó đã bán mới là đã 160 ngàn, 180 ngàn rồi đó. Nè, đèn nhan nè, dàn áo nè. Nó đẹp ghê không? Đó. Đồng hồ này, đồng hồ rim Thái này, tí qua cho anh em coi luôn. Mặt nạ này, mặt nạ bạc này, nạ trước này, mũi rùa này, thấy không, mũi rùa đầy đủ nhá, quá ghê, chưa gãy cái bát nào luôn, kinh không, trời ơi, kinh thiệt, xe là quá dữ rồi. Bởi vậy cái anh đó là nói chung là một cái người ăn luôn, lớn hơn mình luôn. Thì Đạt là chuyên nhập xe mà, anh em nào có theo dõi mình thì biết. Wow, Hồng Yên là còn nấm cao su luôn nè. Đó, thì Đạt là chuyên nhập xe mà, thì gương zin rim Thái luôn nha, gương AB zin theo xe rim Thái luôn. Xe là cực kỳ cọp luôn. Thì tại vì sao mà anh em hỏi mình không để lại rã mà bán đi, thì thực sự là cũng muốn để lại rã nhưng mà anh em biết rồi đó, việc mình làm không hết, nó không có thời gian nữa. Làm sao mà có thời gian đâu mà rã anh em. Đó, thì đồ mình cứ lấy về mình bán. Wow. Trời ơi, cái này mới là ghê nè. Cái này là không gãy một bát nào luôn. Cái đuôi là không gãy một bát nào luôn. Nếu anh em nào chơi rim bình thường anh em biết là cái đuôi này nó gãy nhiều bát lắm. Này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Ui, cái đuôi này không gãy một bát nào luôn. Wow, cái dàn áo này là không phải rẻ tiền nha anh em nha. Ủa, khóa sau zin luôn. Wow, cái đuôi này là hơi bị đắt tiền nha. Cái đuôi này là hơi bị đắt tiền đó anh em. Ừ, cái đuôi zin luôn mà sao đắt tiền, cái này là hơi bị đắt tiền á, cái này mà anh em nào đụng vô là tới công chuyện luôn à. Dàn áo này là quá VIP rồi, trời ơi ghê gớm luôn, đẹp quá. Cái đuôi này đúng theo xe nha, cái đuôi này là đúng theo xe rồi, coi coi sao mà mới dưới rồi. Ua, cái xe này đúng là VIP luôn, này đúng theo xe nè, nè nó có dấu chày nè, được không, đúng đồ theo xe luôn. Tí mở ra, tí cái dàn áo mở ra kỹ cho anh em coi. Trời ơi, đây nguyên cái dèo lợi trước luôn, nhà trước đi theo xe luôn nè, màu sơn nè, nhìn biết ha. Wow, cái này chưa gãy luôn, chết rồi anh em ơi, cái dàn áo này không có rẻ tiền rồi, dàn áo này rất là đắt tiền luôn, độ mắt mèo nằm trong này luôn nha. Đấy, hai nẹp sườn luôn. Trời, ta rã này anh em, hay ta rã chuyên nghiệp nè, không mấy cái mắt này, cái mắt cáo này còn nguyên hết nè. Bộ này là anh em nào muốn chơi là phải thực sự là dân chơi mới đụng cho nổi bộ này nha, nói thật, nói thẳng với anh em như vậy luôn đi cho nó nhanh. Xe này thì anh em nhìn
Mình lấy thử cho anh em cái nắp nồi anh em coi để anh em biết nè. Nè, cái nắp nồi nó nè, cỡ này nè. Nó nhìn sơ sơ anh em biết rồi ha, gần như nó không có chảy gì hết đó. Ít lắm, đẹp lắm luôn á. Xe này đồ máy hơi bị dữ nha. Xe này là đồ máy hơi bị ghê. Cái gen này cực kỳ đắt tiền luôn, cái gen rim Thái đời 95 như mới luôn. Gen như mới luôn. Thùng xăng lớn nè. Thùng xăng lớn rim Thái hình như bữa có anh nào đặt mình thùng xăng lớn rim Thái sao á, anh em có một liên hệ thùng xăng lớn rim Thái zin nha, hàng VIP luôn. Đời 95 nha. Đẹp quá. Rồi, càng yên rim Thái. Lấy từ từ thôi. Đây ba nắp. Nắp này là nắp nắp lửa này. Nắp lửa này, biết có quấn không? Nắp lửa này cực VIP luôn. Cực VIP, có nguyên bộ lửa trong này luôn nha. Này nắp lửa nè. Nó mới chát luôn, nắp lửa mới chát luôn. Bộ lửa VIP siêu VIP trong này luôn á. Này, nghe nghe qua cho anh em coi thử nè. À, thấy chưa? Bộ lửa siêu VIP trong nó luôn á. Đó. Đó. Anh em thấy không? Rồi. Đây, càng yên này. Tay dắt sau này. Tay dắt sau rim Thái này. Uầy, mới thế. Tay dắt zin nha, chưa hàn, chưa ấy gì luôn. Đấy. Rồi. Lốc bơm nhớt này, lốc bơm nhớt rim Thái này. Lốc bơm nhớt nha. Nói chung là xe này đồ VIP nên chắc mình anh em nhìn cái dàn áo là anh em biết trong rồi ha, chắc cũng không phải giới thiệu nhiều. Này mang cá. Ui giời ơi, cái mang cá. Ôi cái mang cá này. Chà. Ui. Đây, chống đứng, chống yên cho anh em đây. Chống đứng Liêm Thái đây. Chống đứng Liêm Thái nha. Zin nè, chưa mục lụng nha. Đây, chân đế còn nguyên này. Chưa mục này. Đấy, còn nguyên hết nha, chưa mục nha. Zin cốt rồi. Này, bán rẻ thôi. Đấy thì nó hay bị lắm nè. Rồi, tiếp theo cái gì đây. Này là bộ ốc máy nè. Ốc máy luôn nha anh em nha. Ốc máy luôn. Cận hãng rim Thái nè. Cái này xi zin nha. Cận hãng rim Thái xi zin nè. Anh em nào lấy liên hệ mình luôn. Cận hãng rim Thái nha. Trời ơi, đồ xe này đẹp quá. Đây, ba ga mũi này, ba ga mũi là inox này. Này, ba ga mũi inox này. Zin nha. Dày lắm. Zin hết, nói chung là xe này đồ zin hoàn, anh em đụng vô là cũng phải dần dần chơi xíu á. Đây, chống gác chống gác chân là còn chống nghiêng luôn nha, chống nghiêng zin luôn. Còn chống nghiêng zin luôn, gác chân luôn. Này, cây này hơi bị đắt tiền nha. Rồi bỏ hết ra luôn đi. Đồ gấp. Ui, cái gấp mới thế. Đây, cái này là phục trước này. Phục trước đây. Trời, cái phục trước này khỏi nghĩ nha. Ui, phục trước này. Wow, cái nước sơn nữa kìa. À, nước sơn này. Nó thẳng luôn nha anh em nha. Cái đồ này là đồ mình nhờ một anh trai rã giùm mình. Tại vì xe mình giao cho người ta cho nên là mình lừa lấy lại mình rã. Nên là mình lấy đồ về thôi. Đấy. Nguyên có cây ghi đông chẳng ba luôn. À, bộ này xe này nó cái này nó VIP mà. Thì nói được. Chê được không? Đây. Cái gắp này. Ui dồi ôi, cái gắp. Nhìn thấy nó mới rồi nè. Này. Nhìn cái góc này thấy nó mới cỡ nào rồi ha. Gắp mới lắm, gắp này mới tinh luôn á. Còn tem không? Còn tem luôn. Nè, còn tem luôn, ghê thiệt, không chưa bay tem luôn, chưa mất tem luôn. Rồi, còn gì nữa? Để coi gác chân này gì nào. Ồ, gác chân gì luôn nha anh em nha. Gác chân gì luôn nè. Gác chân cao su gác chân sau gì luôn, trời ghê thiệt. Cặp cao su gác chân nó hôm nay bán 300-400 ngàn rồi anh em. Rồi, đây là bộ ốc dàn ngoài. Ok, hết ha. Anh em nào có nhu cầu món gì liên hệ mình nha. Này mình chưa báo giá được. Nhưng mà anh em muốn mua thì anh em cứ nhắn tin qua Zalo cho Đạt 0915 434 973 hoặc là gọi trực tiếp cho mình nha. Trong này nó còn ít gì nữa trong đó đó, không biết đó, để coi luôn coi. Mở luôn cho anh em coi ha. Anh em nào có nhu cầu thì gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo cho Đạt 0915 434 973. Nói chung là đồ xe này thì hàng thu giữ rồi, thu giữ thu quý hiếm rồi. Chụp cái nắp xăng nó này, coi thử cái nắp xăng đây. Video này là mình quay trực tiếp nha, không có cắt ghép gì hết á. Em cứ yên tâm. Cắt cẩn thận như cắt vô da bình xăng nó chết luôn. Trời, nó bình xăng vàng ươm vậy cơ mà. Này, tá bình xăng vàng ương còn chấm sơn cơ mà.
chưa? Này. Đấy, đẹp. Đồ đúng là đồ đim thái đó. Cái đẳng cấp rồi nè. Đây. Anh em ha. Đây. Ui, đi đâu? Đi đông cùng. Á à, ha. Đi đông cùng nha anh em nha. Đi đông cùng. Clip này về hàng nó về cái mình quay luôn cho anh em coi cho nó máu chứ. Đây, ghi đông cùng. Trời ơi. Ừ. Cái bao tay nó mới kìa. Bao tay jean mà mới nè. Nhìn biết. Mới chưa? Bao tay đim thái anh em nhìn em biết liền à. Này bao tay đim thái là anh em soi cho nó lõi trắng này thấy không? Lõi nó trắng trắng này. Super nó hết rồi. Ui dây gà jean luôn. Trời dây gà jean luôn. Để coi dây em này jean không? Nè yeah, trắng mắt số rồi. Nè yeah, mắt số rồi. Rồi trời ơi sọ khỉ rồi. Đẹp quá. À, cho anh em coi cùng HLP này. Nhìn nó hoảng hồn nó thôi. HLP chứ HLP còn y nguyên luôn á. Mở cho anh em coi ha. Anh em, anh em mở cho anh em coi. Để coi cái tay thắng này, tay thắng gì nào. Trời, tay thắng gì luôn. Ghê vậy. Trời, tay thắng CP gì luôn nè. Ai chà, cái ghi đông này anh em bạn mua không ít tiền đâu nha. Trời, cái này nó gì mà người ta bấm chưa có mòn luôn. Nè, anh em thấy không? Logo số 8 nè. Nó số bắp số 8, chữ CP nè. Trời, cái tay thắng nó còn đẹp dữ rồi. Ôi, cái tay thắng rồi. Anh em nhìn nè, cái tay thắng người ta bấm mà nó còn chưa có đen, nó chưa bạc hết luôn á. Nè, còn nguyên luôn. Nào, cái đầu nó còn nguyên luôn nè. Hơi bị ghê nha. Cái xe này nó đúng hơi bị ghê thiệt. Nếu vậy đợt trước khỏi bán nha, nó lấy về làm luôn. À, đây. Lột là từ từ cho anh em coi cho nó phê. Loại này thì hàng này là hiếm mà. Cho nên là... Ui dồi. Ui, nó thở P này. Ui dồi, chữ HLP này. Cỡ này... Ôi, nút xi nhan bên này nữa chứ. Lột hết ra luôn đi. Cái này lột nhanh nhanh đi. Đây. Ồ, cùng rất là đẹp luôn em. Nút để jean, nút để lớn này. Nhìn thấy không? Nút để jean, nút để lớn này. Rồi, cây ghi đông này đẹp quá. Ghi đông cùng này anh em nào lấy liên hệ mình nha. Giá nữa ha. Nói chung là chắc nó sẽ hơi cao chút xíu. Tại vì đồ này quá đẹp rồi. Anh em muốn mua nó cũng khó ha. Cái loại này bây giờ là mua là rất là hiếm có nha anh em. Chứ không phải là dễ mà kiếm được đâu. Ok, anh em nào muốn mua món gì liên hệ mình nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.